Đây là giới thiệu con bộ bơm gửi bơm xịt thuốc nè. Đây là gửi xe rồi nè. JD3135 hai ngựa, ba tia sứ là T30 á. Đây nguyên bộ đây. Nguyên bộ bà con về xài điện gia đình là được nè. Này ba tia sứ rồi con. Đây. Con mua về xài thôi, gắn cái coi vô đó. Thấy không? Căng dây vậy nè. Xài, đây tăng đưa dây là thấp cao nè con. Dây ngắn về dài tăng đưa vô thấy không? Đây thấy không? Rồi tăng đưa vô. Này rất tiện là máy nào xài cũng được không chứ. Đây, tăng đưa vô dây nó căng ra lên nè. Thấy không? Đó, nguyên bộ đó. Dây nó hơi dài. Ba tia sứ. T30, tia sứ màu trắng. JD 135 hai ngựa T30. Nước là khoảng 30 45 khối trên giờ nha con. Cũng được, 30 45 khối trên giờ. À, trên phút. À, 1 phút nó bơm được 45 lít chứ. Đây. 1 phút là bơm từ 30 45 lít. Này nén dữ lắm. Động cơ đang kéo là 2.2 kW là ba ngựa đó. Rồi con nó có cầu luôn nè. À.